Thưa quý khán giả, sáng nay, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt triển khai thực hiện các văn bản mới của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai chủ trì hội nghị. Tham dự tại điểm cầu thành phố Cần Thơ có ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, ông Lê Tấn Thủ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy. Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe các quán triệt quy định số 124 ngày 4 tháng 10 năm 2023 của Bộ Chính trị về kiểm điểm và đánh giá xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể cá nhân trong hệ thống chính trị. Quy định số 125 ngày 10 tháng 10 năm 2023 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp công lập. Hướng dẫn số 25 ngày 10 tháng 11 năm 2023 của Ban Tổ chức Trung ương về một số nội dung về kiểm điểm và đánh giá xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể cá nhân trong hệ thống chính trị. Ban Tổ chức Trung ương đề nghị cấp ủy, tổ chức đảng các cấp nghiên cứu đầy đủ các văn bản, kịp thời quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, thống nhất ở cơ quan, đơn vị, địa phương. Sau hội nghị trực tuyến, ông Lê Tấn Thủ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, đề nghị các phòng ban chuyên môn, các địa phương căn cứ nội dung cụ thể của ba văn bản mới sớm tham mưu Ban Thường vụ cấp ủy các cấp hoàn thiện văn bản hướng dẫn cụ thể những điểm mới cho các tổ chức, cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện.